Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Hancock, quý độc giả thân mến. Để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Hancock cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của hancod diflazacod dạng bào chế viên nén công dụng và chỉ định thuốc Han-Ot 6 mg được chỉ định điều trị các bệnh lý đôi khi có thể cần điều trị bằng glucocorticoid bao gồm sốc phản vệ hen phản ứng mẫn cảm nghiêm trọng viêm khớp dạng thấp viêm khớp thiếu niên mãn tính đau đa cơ do thấp khớp, lupus ban đỏ toàn thân, viêm da cơ, bệnh mô liên kết hỗn hợp, viêm đa động mạch nút, bệnh còi. pemphigus, bọng nước dạng pemphigoid, da mủ hoại tử, hội chứng thận hư có tổn thương tối thiểu, viêm thận kẽ cấp, thấp tim, viêm loét đại tràng, bệnh Crohn, viêm màng bồ đào, viêm dây thần kinh thị giác thiếu máu tan máu tự miễn ban xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát bệnh bạch cầu cấp thể limpho u limpho ác tính đa u tủy ức chế miễn dịch trong cấy ghép cách dùng thuốc dùng đường uống liều dùng theo chỉ định của bác sĩ chống chỉ định nhiễm khuẩn nặng toàn thân trừ khi có dùng liệu pháp kháng khuẩn đặc hiệu mẫn cảm với diflazacort hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân đang sử dụng vaccine virus sống. Lưu ý khi sử dụng. Tác dụng không mong muốn có thể được giảm xuống bằng cách dùng liều nhỏ nhất có hiệu quả với thời gian điều trị ngắn nhất và bằng cách mỗi ngày dùng một liều duy nhất vào buổi sáng hoặc mỗi hai ngày dùng một liều duy nhất vào buổi sáng. Cần phải đánh giá bệnh nhân thường xuyên để chỉnh liều thích hợp theo tình trạng bệnh. Tác dụng phụ thường gặp Chuyển hóa và dinh dưỡng tăng cân. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Hancock, đồng thời biết cách sử dụng Hancock, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham